Xin chào mọi người, thì không biết là mọi người bình thường sẽ có những tiêu chí chọn laptop như thế nào. Nhưng mà đối với cá nhân mình thì đầu tiên là phải thương hiệu này, thiết kế này. Tiếp theo thì mới đến hiệu năng, màn hình và tất cả những phần còn lại. Và đương nhiên là sự tiện dụng thì cũng quan trọng không kém một chút nào cả. Nhắc đến sự tiện dụng thì mình luôn đề cao Dell khi mà hãng có những sản phẩm như là các bộ PC đồng bộ cực kỳ nhỏ gọn. Và laptop cũng không phải là ngoại lệ. Và ở đây thì mình đang có một phiên bản của Dell Inspiron 14 5406 phiên bản 2 trong 1. Và hãy cùng mình tìm hiểu và đánh giá xem mẫu laptop này có gì mà được gọi là 2 trong 1 nhé. Nhỏ, gọn, dễ mang theo khi di chuyển và đa tác vụ luôn là những điều mà người dùng như là các doanh nhân, dân văn phòng hay là những người sáng tạo nội dung như mình luôn hướng đến. Thì đầu tiên, laptop 14 inch đương nhiên là sẽ rất là nhẹ với cân nặng chỉ có 1,65 kg, đáp ứng được nhu cầu mang laptop theo di chuyển được mọi nơi này. Các bạn có thể làm việc dùng laptop để làm việc trong mọi môi trường. Ví dụ như là mọi người đang đứng cũng có thể làm việc được, đang ngồi cũng có thể làm việc được, thậm chí là nằm ra mọi người cũng có thể sử dụng được chiếc laptop này. Thì bao phủ toàn bộ bên ngoài máy sẽ là một lớp màu xám Titan theo như tên gọi của hãng. Toàn bộ máy được làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm. Dell thì hướng tới dòng phân khúc là khách hàng cao cấp, thế nên chất lượng hoàn thiện rất chắc chắn. Và khung bàn phím thì cũng chắc chắn theo luôn, không bị rung lắc khi mà mình ấn xuống hay là gõ phím mạnh một chút nào cả. Sang trọng, tinh tế và đồng nhất với toàn bộ thiết kế. Và logo Dell được đặt ở chính giữa là những gì mình nhìn thấy ở Dell Inspiron 14 này. Và như đã nói ở đầu video, đây là laptop 2 trong 1. 2 trong 1 ở đây có nghĩa là Dell Inspiron có thể vừa là một chiếc laptop, vừa có thể là một chiếc máy tính bảng. Với bản lề được thiết kế xoay gập 360 độ với màn hình cảm ứng, thế nên là các bạn có thể sử dụng Dell Inspiron 14 này ở 4 chế độ khác nhau, như là chế độ túp lều này, chế độ đứng, chế độ như một chiếc laptop và chế độ máy tính bảng. Chính vì thế mà mình mới nói là nằm thì các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng được đối với sản phẩm này. Khả năng xoay gập bàn lề rất là trơn tru và chắc chắn. Tuy nhiên thì có một điểm mà mình muốn lưu ý với các bạn một chút, đó chính là phía dưới khu vực bàn lề phần thanh nâng thì bình thường sẽ là những phít cao su nhỏ. Thế nhưng mà ở phiên bản này thì Dell thay thế bằng một dải phít cao su dài, có thể rất là dễ xước sau một thời gian dài sử dụng, thế nên là cần lưu ý một chút về điều này thôi nhé. Màn hình cảm ứng của sản phẩm này khá nhạy, thao tác đa điểm thế là cực kỳ tiện dụng. Và vì là màn hình cảm ứng thế nên là màn hình sẽ là màn hình gương. Các bạn ngồi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hay là ánh sáng quá mạnh chiếu vào thì sẽ hơi bị lóa một chút thôi. Ba cạnh viền siêu mỏng, webcam vẫn được đặt ở trên cùng với chất lượng HD. Màn hình độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS, độ sáng tối đa đạt lên đến là 220 nits. Điểm nhấn đặc biệt của chiếc màn hình này thì đó chính là Dell đã trang bị công nghệ Wide Viewing Angle. Đây sẽ là công nghệ mang đến cho laptop góc nhìn rộng hơn này, lên tới 178 độ. Và các bạn thì có thể xoay màn hình ở mọi vị trí, kể cả góc nhìn của các bạn có bị lệch đi chăng nữa thì hình ảnh vẫn không bị biến dạng và màu sắc hình ảnh vẫn cực kỳ sắc nét. Là phiên bản có cấu hình mạnh nhất thì Dell Inspiron 14 5406 đang sở hữu Intel Core i7 1165G7 với các đồ họa rời NVIDIA MX330, RAM 8GB DDR4 và máy có đến 2GB RAM và có thể nâng cấp lên, ổ cứng 512GB. Và với cấu hình này thì các bạn sẽ dư sức làm các tác vụ văn phòng, trình chiếu này, mở trang trục tab Chrome, xem phim, nghe nhạc giải trí hay là với các tác vụ đồ họa nhẹ nhàng thì cũng đều được. Về phần bàn phím thì bàn phím sẽ có led nền để dễ thao tác, tốc độ nhấn phím nhanh, cảm giác gõ phím khá là êm tay, ít để lại tiếng động. Thì nói chung là về chất lượng bàn phím trên chiếc laptop văn phòng mình thường không có vấn đề gì để mà phàn nàn cả, đủ để cho các bạn soạn thảo văn bản cả ngày mà không thấy bị mỏi tay hay là gây khó chịu. Ở khu vực bàn phím này thì Dell cũng sẽ tích hợp cảm biến vân tay một chạm ngay phần nút nguồn. Đây cũng sẽ là tính năng 2 trong 1 của mẫu laptop này, vừa tăng tính bảo mật an toàn cho máy hơn, vừa giúp quá trình mở máy của các bạn diễn ra nhanh hơn rất là nhiều. Về touchpad thì có diện tích vừa phải, bề mặt khá nhẵn, tốc độ di chuột chạm lướt khá là nhanh nhạy, cảm ứng đa điểm rất là dễ dàng sử dụng. Còn về cổng kết nối thì sẽ được trang bị đầy đủ, khi mà cạnh trái sẽ có cổng nguồn, cổng HDMI, một cổng USB Type A, một cổng USB Type C. Bên cạnh phải sẽ có khay thẻ SD, một cổng USB Type A, một jack audio combo. Và ngoài ra thì sản phẩm còn được trang bị WiFi 6 này, Bluetooth 5.1 này, chất lượng loa ở mức tạm ổn. Và cuối cùng thì là thời lượng pin có thể dùng được lên đến khoảng 6 đến 8 tiếng với các tác vụ văn phòng, vừa đủ cho một ngày dài để mọi người có thể làm việc với viên pin là 3 cell 40Wh. Và với mức giá là trên 25 triệu đồng thì chế độ bảo hành sẽ lên đến 12 tháng cùng với gói quà tặng trị giá là 700.000 đồng. Thì đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới mô tả của video để cho mọi người có thể tham khảo nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phat có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.